Cuối năm nay đón Tết á, cả nhà sẽ không cần phải ra chợ hai tay xách hai cái đùm chả nữa. Bởi vì hôm nay Oxy sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái bí quyết làm món chả đùm siêu ngon, siêu ghiền, làm miệng tiện lợi tiếp đãi anh em ngày Tết, cực kỳ hao bia luôn nha. Ủa, bia là gì vậy anh? Là bia đó em. Bước 1, cả nhà sẽ cắt hành tây mỏng ra ngâm với lại nước đá cùng với lại hành lá tước sợi và ớt sừng thái chỉ như Oxy đang hướng dẫn trong clip. Nấm mèo cũng vậy, các bạn sẽ thái mỏng rồi cắt ra cho Oxy thêm lọn bún tàu. Mình sẽ ngâm bún tàu cho nở ra rồi cắt làm 3 làm 4 nha. Khúc khúc khoảng 3 cm là ok. Bước 2, cả nhà sẽ cho vào thau 1 kg giò sống, 150g bò bằm, một lọn bún tàu, 30g nấm mèo và 20g đậu Hà Lan. Không có đậu Hà Lan thì khỏi cho cũng được. Cho vào đây thêm 3 nhánh tiêu xanh, lạc hạt bỏ cuốn ha. Bạn nào thích ăn lá cách thì mình thái mỏng cho vô. Còn ai muốn ăn đúng theo công thức Hoshi hướng dẫn thì mình chỉ cần làm y chang thôi ha. Tiếp tục, cả nhà sẽ cho vào đây 2 muỗng hành tỏi băm, rồi nêm vào 1 muỗng hạt nêm, 1/2 muỗng đường, 1/3 muỗng bột ngọt và khoảng nửa muỗng tiêu xay nữa là xong. Quá đơn giản. Trộn thì cả đều lên rồi dùng máy quét chả gom lại, đập xuống như thế này cho chả đều gia vị. Và lát nữa hấp lên sẽ săn chắc và cực kỳ dai ngon luôn nha. Máy quét và đập chả của Hoshi đang dùng là của hãng Hoshi Fan. Dùng được rất là nhiều những công năng khác nhau, không có tốn điện. Tại vì chạy bằng năng lượng cơm, cho nên khi hết cơm nó sẽ hơi rung tí. Để Hoshi nạp thêm miếng cơm rồi quay lại quét chả tiếp nè. Quảng cáo chả bông đúng không? Quảng cáo gì em, đây được gọi là giới thiệu. Giới thiệu đến mọi người một cái món ngon dinh dưỡng cao, cực kỳ sạch sẽ, an toàn, hảo hạng và không có chất bảo quản. Ai mà thường xài máy chạy bằng cơm với Hoshi thì yêu thương bản thân chút. Nạp món ăn dinh dưỡng của Hoshi Fan và nhà Cani Food thì máy móc với bền bỉ và không bị rỉ được, mà chỉ có đẹp da thôi nha. Mấy bé nhỏ dùng món này cũng rất là thích luôn nè. Cái hồi chà bông chứa nhiều dinh dưỡng, DHA và Omega 3, góp phần cho các bé thông minh và sáng dạ hơn nè. Nói chứ ngon lắm mọi người à. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ và gửi lại cho Hoshi những cái lời cảm nhận chân thành, những cái lời khen cực kỳ tích cực. Đây là một cái niềm hạnh phúc to lớn của một đầu bếp đầy đam mê chứ đâu. Khách toàn tạo một lần cả chục hũ không à. Ăn với cháo hoặc là cơm nóng là hết bài. Công nhận hôm bữa ăn ngon thiệt. Em bới chén cơm nóng rồi nè. Ăn không đi em. Trời, nạp cơm vào cái máy mạnh ghê không. Mình sẽ đập khoảng 30 lần cả nhà nha. Ai muốn ăn dai ngon hơn thì mình đập nhiều gấp đôi luôn cũng được. Bước 3, cả nhà sẽ quét dầu ăn lên chén đều, sau đó cho chả vào rồi đè chặt lại, bọc màng thực phẩm lại rồi cho vào nồi hấp thôi. Nước sôi rồi nè, mình sẽ cho vào vàn lửa nhỏ rồi hấp khoảng 30 phút. Tô lớn hơn như thế này thì cả nhà sẽ để lại hấp thêm khoảng 10 tới 15 phút nữa là ok. Cái nồi đẹp không? Chảo nồi dao thớt hay là những cái dụng cụ bếp xịn sò, chất lượng và đặc biệt là dao Nhật chính hãng. Cả nhà ai thích tạo cho căn bếp của mình hay là tặng bạn bè thì cứ tìm hiểu và xem mẫu tại website hosystore.vn nha. Mình sẽ để hết thông tin ở cuối clip cho cả nhà tìm hiểu nè. Wow, xong rồi nè, thơm quá. Giờ Oxy sẽ lấy chén chả đầm ra rồi hướng dẫn cho cả nhà trang trí luôn nè. Mình sẽ chả đôi 4 đường thành 8 miếng như thế này. Lưu ý là đừng có để đứt hết đáy các bạn nha. Lót salad xung quanh đĩa tròn rồi cắt cái đáy hành tây dày dày như thế này, rớp vô giữa đĩa, đặt cái đầm chả lên cho nó xòe ra như thế này là xong. Vớt topping ra rắc khô rồi cho lên chính giữa, thêm vài cái bánh đa, vài cọng ngò và ớt cắt lát nữa. Chả đầm thì sẽ có 2-3 cách làm khác nhau, nhưng mà cách này là Hoshi thường làm nhất. Vậy là xong, quá hấp dẫn, giờ phải làm miếng mới được. Chả rất là dai ngon, thơm phức hương vị đặc biệt. Cắn trúng hạt tiêu xanh đó là còn thơm phức nữa. Ăn miếng kèm với bánh đa và topping đầy đủ nữa với chuẩn nè. Quá ngon. Tết này cả nhà cứ hấp khoảng 20-30 chén tùy mọi người, sau đó bọc màng thực phẩm lại rồi cho vào tủ lạnh cất. Cứ khách tới nhà là mình lại đem ra hấp lại hoặc là cho vào lò vi sóng bắn cho nhanh, rồi đem ra trang trí như Oxy hướng dẫn khi nãy, tiếp đãi bạn bè và chiêu đãi khách quý thôi. Thơm ngon lắm luôn á. Ok, chúc cả nhà thành công nha. Toàn bộ danh sách nguyên liệu để cả nhà đi chợ, đặc biệt là những cái loại gia vị dụng cụ mà Hoshi tin dùng mà cả nhà thường hay thắc mắc nhắn tin hỏi Hoshi á, mình cũng sẽ để thông tin tìm hiểu ở đây cho cả nhà luôn ha. À, đừng quên like, share, đặc biệt là bấm theo dõi trang để đón xem những tập tiếp theo nha. Hẹn gặp lại.